Tôi cũng đáng xin kính chào toàn thể các anh chị đang theo dõi video của chúng em trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Và trong video này thì em sẽ xin phép giới thiệu tới anh chị một tác phẩm vô cùng tuyệt vời đang có mặt ở đây. Đó là một tác phẩm tượng Gia Đình Gà anh chị nhé. Vâng ạ, anh chị hãy cùng vào video này ngắm nhìn thưởng lãm các tác phẩm với chúng em. Và nếu yêu thích tác phẩm nào các anh chị hãy đừng quên đó là cho em xin những lượt thích vào video để ủng hộ tinh thần cho tượng gỗ độc đáo anh chị nhé. Và như anh chị đang được nhìn thấy ở đây, đó là một tác phẩm tượng Gia Đình Nhà Gà, một trong những mẫu tượng rất tuyệt vời để trưng bày trong dịp Tết này. Và trước khi đi vào giới thiệu tác phẩm này thì em xin phép lại giới thiệu qua một chút về cơ sở của chúng em. Tượng gỗ độc đáo nằm tại làng nghề Mộc Đông Giao, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Vâng, và với số hotline quen thuộc đó là 0938 410 333. Các anh chị có nhu cầu muốn tham khảo các tác phẩm tượng gỗ, các anh chị đừng ngần ngại nhắn vào số Zalo này cho chúng em nhé. Và em xin mời anh chị hãy cùng em thưởng lãm kỹ hơn tác phẩm này. Trước tiên thì em sẽ xin phép đó là quay tứ diện tác phẩm này để anh chị cùng ngắm nhìn nhé. Đây là mặt trước và mặt sau của tác phẩm em đang quay cho anh chị đấy ạ. Rất là nuột, rất là đẹp đúng không anh chị ơi? Tác phẩm được chúng em hoàn thiện thủ công bằng tay và liền nguyên một khối trên một phôi gỗ chắc đỏ đen rất là giá trị. Và em sẽ xin phép là mời chị ngắm nhìn kỹ càng hơn, gần hơn với em tác phẩm này. Em sẽ đưa máy quay lại gần hơn để anh chị có thể thưởng lãm với em từng đường nét chi tiết của tác phẩm tượng Gia Đình Nhà Gà. Vâng, chính giữa trung tâm đó là hình ảnh của chú gà trống, hay còn được coi đó là trụ cột của gia đình, tượng trưng cho hình ảnh của người chồng. Và tác phẩm này thì còn có phá cách một chút xíu, đó là chúng em còn có chế tác ở đây là một đôi chim tích ti rất đáng yêu này, thể hiện cho một đôi uyên ương rất tình tứ ở đây. Và hình ảnh của chú gà trống thì rất là oai phong lẫm liệt đúng không ạ? Đúng khí chất của người chủ trong gia đình, với những cái bộ lông đuôi được tỉa rất là mềm mại. Đấy, phần mào này rất là kỹ đúng không anh chị ơi? Bên dưới đó là hình ảnh của chú gà mái đang hướng lên nhìn về phía chú gà trống. Và vây quanh đó là những hình ảnh những chú gà con rất là đáng yêu. Một hình ảnh của một gia đình vô cùng ấm áp phải không ạ? Đây, những chú gà con này. Tác phẩm thì được chúng em hoàn thiện thủ công bằng tay anh chị nhé. Đó, đục tỉa bằng tay những cái khóm hoa cúc thể hiện cho sự vinh hoa phú quý, cho những điều may mắn tốt lành trong những dịp đầu năm mới. Vâng, rất là nhiều anh chị thì có mong muốn tìm kiếm những cái tác phẩm tượng gỗ mà không phải quá kiêng kỵ nhiều về vấn đề phong thủy và lại có thể dễ dàng trưng kê trong không gian gia đình, ví dụ như là không gian phòng khách hoặc thậm chí là phòng ăn gia đình đúng không ạ, để nhằm làm sao mà cả nhà đều có thể ngắm nhìn được tác phẩm cũng như là khiến cho tâm trạng của mọi người trong gia đình khi nhìn thấy những tác phẩm đều trở nên vui vẻ hơn. Thì đây là một mẫu tượng vô cùng thích hợp anh chị nhé, đó là mẫu tượng Gia Đình Gà. Ý nghĩa của tượng Gia Đình Gà thì thường là sẽ mang đến sự may mắn, bình an, hơn nữa lại là tăng thêm sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, tăng thêm tình cảm giữa vợ với chồng và tăng thêm tình cảm giữa bố mẹ và con cái với nhau đúng không ạ? Đó, một cái tác phẩm vô cùng tuyệt vời, và đây cũng là một trong những mẫu tượng mà chúng em bán rất là chạy trong rất là nhiều năm, gần như là năm nào đúng không ạ, cũng sẽ có những cái mẫu tượng Gia Đình Gà có, và rất là nhiều anh chị quan tâm đặt hàng. Tác phẩm này thì làm rất là kỹ lưỡng đấy, và em đang mời chị cùng ngắm nhìn này. Em sẽ xin phép là lùi máy lại một chút xíu để anh chị có thể nắm được tổng thể. Tác phẩm này thì em sẽ tặng kèm cho mình đó là một chiếc kỷ bọc nhung đỏ ở bên dưới rồi, đi kèm theo tác phẩm này. Tiếp theo đây thì em sẽ xin phép là báo đến anh chị kích thước, mã và giá của tác phẩm Gia Đình Gà này để anh chị cùng tham khảo nhé. Đây, em sẽ tặng kèm cho mình một chiếc kỷ ở bên dưới này. Em đã gắn vào theo tác phẩm rồi, sẽ giúp tôn lên vẻ đẹp cũng như là chiều cao cho tác phẩm lên rất là nhiều lần. Và đây là tác phẩm toàn gia phúc hay còn gọi là Gia Đình Gà. Trên chất liệu của em đó là gỗ chắc đỏ đen. Chiều cao bao gồm cả kỷ là cao 82, không tính kỷ nguyên tượng thì là cao 72 ạ. Rộng là 47 và chiều sâu là 26. Tác phẩm có mã là CG829. Và giá em giao lưu đến anh chị tác phẩm này rất yêu thương chỉ với bao nhiêu ạ? 14 triệu 500 ngàn đồng thôi anh chị ơi.
Vâng, chỉ với 14 triệu 500 ngàn đồng, cao 82, rộng 47 và sâu là 26 trên chất liệu gỗ chắc đỏ đen liền nguyên khối chị nhé. Vâng, anh chị nào yêu thích quan tâm tác phẩm này thì hãy nhanh chóng alo đến cho chúng em để có thể tham khảo tác phẩm và để chốt tác phẩm. Những tác phẩm như này chúng em được chế tác hoàn toàn thủ công bằng tay nên chỉ có duy nhất một tác phẩm thôi ạ. Đây em đang quay rất là kỹ cho anh chị thấy ạ. Vâng, và đặc biệt là mỗi dịp Tết đến xuân về thì cũng là lúc người thân trong gia đình được đoàn tụ và sum vầy. Con cháu được quây quần bên ông bà và cha mẹ phải không ạ? Và hình ảnh ấm áp và thân quen này đã được các nghệ nhân của tự gỗ Rào chúng em khéo léo đưa vào trong tác phẩm Gia đình Gà. Tác phẩm thì như là muốn nói lên mong ước lớn lao của mỗi người, đó là luôn được tụ họp và sum vầy cùng người thân trong gia đình. Tác phẩm Gia đình Gà, các anh chị có thể thấy trong bố cục tác phẩm này đó là hình ảnh một gia đình gà rất đầm ấm quây quần bên nhau, cùng nhau đi kiếm ăn đúng không ạ? Tác phẩm còn mang theo một ý nghĩa đó là cái thể hiện cho cái lòng yêu lao động và quý trọng những cái giá trị lao động tích cực đúng không ạ? Bởi vậy nên là gia đình sẽ có được những cái sung túc, vâng, những cái sung túc và may mắn. Vâng, và hình ảnh của gà thì đặc biệt là gà trống thì đã rất là quen thuộc và đây còn lại là một trong 10 linh vật trong bộ 12 con giáp đúng không ạ? Đây anh chị có thể nhìn thấy với em. Vâng, gà thì rất là thân quen đối với người Việt Nam mình rồi. Vâng, và tượng gà thì còn biểu trưng cho sự nhanh nhẹn, thông minh và dũng cảm. Và hình ảnh gà trống từ trước đến nay đều được rất là nhiều anh chị lựa chọn trưng kê trong thủy với ý nghĩa là mang tới sự may mắn. Hình ảnh gà trống cất tiếng gáy báo hiệu bình minh lên, cũng như là mang tới những cái niềm vui, những cái điểm lành, xua tan đi màn đêm, xua tan đi những cái điều xấu, điều dữ. Bởi vậy nên là khi trưng kê những tác phẩm này, anh chị có thể lựa chọn những cái không gian rộng hoặc là không gian chính diện ngôi nhà, ví dụ như là nơi phòng khách, phòng ăn, sảnh làm việc hay là cửa hàng đều rất thích hợp để trưng kê tượng gia đình nhà gà. Vâng, tác phẩm Gia đình Gà của chúng em thì ngoài việc giúp anh chị tô điểm thêm không gian ngôi nhà thì còn đây còn là một vật phẩm phong thủy rất ý nghĩa, có khả năng giúp này đem lại may mắn này, tài lộc này, và đặc biệt hơn nữa đó là giúp tăng thêm sự gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình ạ. Và em xin phép sẽ được báo lại một lần nữa cho anh chị về kích thước cũng như là mã và giá của tác phẩm này để anh chị có thể tham khảo nhé. Vâng ạ, chiều cao tổng thể của tác phẩm bao gồm cả kỷ là cao 82, còn nguyên tượng là cao 72 ạ. Bề ngang của tác phẩm là ngang 47 và chiều sâu là 26 anh chị nhé. Vâng, tác phẩm có mã là CG829. Vâng ạ, CG829 anh chị hãy nghe và nhớ dùng em mã sản phẩm để khi mà mình có muốn chốt đơn hàng mình chỉ cần nhớ mã này là chúng em sẽ có thể là kiểm tra được là mã hàng này còn hay không anh chị nhé. Và giá chúng em giao lưu tại xưởng rất là yêu thương, không qua bất kỳ một trung gian nào, chỉ với 14 triệu 500 ngàn đồng em tặng kèm cho mình luôn cả phí vận chuyển đến tận nhà. Khi nhận hàng các anh chị sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán anh chị nhé. Em xin phép mời anh chị ngắm nhìn lại cùng em một lần nữa cả mặt sau của tác phẩm này. Đấy ạ, rất là nuột đẹp và là một phôi hoàn toàn liền là nguyên khối, kể cả những chú chim ở bên trên này của em cũng liền này. Đó, mặt trước mặt sau, chất liệu là gỗ chắc thì là nằm trong nhóm những dòng gỗ quý của Việt Nam mình rồi. Các anh chị chơi sẽ rất là bền bỉ. Vâng, vừa rồi thì em giới thiệu đến anh chị đó là một mẫu tượng gia đình gà rất tuyệt vời để trưng bày trong dịp năm mới. Anh chị nếu ngắm nhìn thấy ưng ý tác phẩm này rồi thì hãy alo cho chúng em theo số hotline đó là 0938 410 333 để em tư vấn và gửi hình ảnh kỹ càng hơn cho anh chị, cũng như là sẽ giao tác phẩm đến tận nhà cho mình để mình có thể kịp chơi Tết anh chị nhé. Và em rất là cảm ơn anh chị đã theo dõi video này của chúng em. Hãy cho chúng em xin những lượt thích để động viên tinh thần vào video này, cũng như là hãy ấn đăng ký kênh này, nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một video mới nào của chúng em anh chị nhé. Em xin cảm ơn anh chị rất là nhiều và xin hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo ạ.